Hello, xin chào mọi người, xin chào những khách hàng yêu quý của DK Abra Beauty. Và ngày hôm nay thì mình rất là vui muốn chia sẻ cho mọi người một cái ca sửa mày này, cực kỳ thành công của một em gái cũng rất là xinh đẹp. Em gái ơi, cho chị hỏi em tên là gì và đến từ đâu? Em tên Khánh, em ở Trần Duật. Trần Duật, ok Khánh. Chị đã rất là ấn tượng khi mà lần đầu tiên gặp Khánh tại DK. Thì ngày xưa ấy, thì lúc mà lần đầu tiên gặp Khánh thì chị nói luôn với cả Khánh là em có một khuôn mặt cực kỳ xinh, cực kỳ đẹp, cực kỳ búp bê. Nhưng có một cái lỗi mà nhìn thấy rất rõ trên khuôn mặt của em, đấy là bộ lông mày, đúng không em? Và đấy mà lý do vì sao mà Khánh tìm đến DK để sửa lại cặp lông mày của mình. Và không biết Khánh có còn nhớ không, nhưng mà mọi người có thể nhìn thấy đây là hình ảnh cặp lông mày của Khánh trước khi đến DK. Thì đây là cặp lông mày mà Khánh đã làm mấy lần rồi em nhỉ? 3-4 lần. Và 3-4 lần đấy là 3-4 lớp mực khác nhau. Ở trên ảnh nó không thể hiện rõ được những lớp mực dưới, nhưng mà những lớp mực ở trên là nhìn thấy rất là rõ đỏ này. Ở dưới đấy nó có một lớp xanh này, xong rồi một lớp nữa. Ba màu, chị thấy ba màu rất là rõ, là nó cứ chồng lên nhau như vậy và nó cực kỳ dày và bết. Thì trong những cái lần mà em làm như vậy thì em cảm nhận như thế nào, và lý do vì sao mà em biết đến để tìm đến DK để sửa nhỉ? Mấy lần là đấy toàn về sau toàn bị trổ xanh trổ đỏ ấy chị. Xong rồi em đi chỗ khác xử lý nhưng mà không xử lý được ấy. Ok, thì người ta cứ chồng lên đúng không? Và sau đấy thì nó bị như nào? Nghĩa là bắn liên tục nhưng mà nó không hết được, với cả nó không hết được trổ xanh trổ đỏ ấy chị. Ok. Và bắn nghĩa là nó bị chảy máu rồi nó rát ấy. Nó bị bong chóc rồi đúng không? Sang đây bắn thì mỗi bên có mấy giây thôi mà nó hết luôn. Đấy là cái sự khác biệt đúng không? Và khi mà những cái lần đấy mà nó chồng với nhau thì lớp mực rất là sâu, nhưng mà mỗi lần em bắn không sạch này, xong đau đớn này, xong rồi bong chóc chảy máu này, thì những cái lần như thế thì em cảm nhận cái da của em bị như nào? Bị chai, bị cứng, bị sẹo. Em hỏi nhiều chỗ người ta là ở bên này chuyên sửa, tại vì là kiệt tí như là phun đấy. Vâng. Thì hình như là không điêu khắc được. Tức là những cái ca mà rất là nặng như của em ấy thì đã từng là hỏng rồi mấy lần rồi, xong rồi còn hút sửa hỏng mấy lần rồi thì da rất là sẹo và chai. Nhưng mà sau khi mà em biết, em tìm hiểu đi cây hay là ai giới thiệu? Em cũng biết từ lâu rồi, nhưng mà kiểu mọi người cứ bảo là qua đây chuyên sửa được ấy. Đấy là mọi người nói đúng không? Cho nên là tâm lý mình cũng lo lắng đúng không? Với nhưng mà khi mà em đến đây thì em thấy trải nghiệm thế nào? Hài lòng ạ. Với cả em muốn làm sợi chứ không muốn phun. Đúng rồi. Tức là rất nhiều khách hàng đã bị những cái cơ sở đấy dọa rằng là ôi làm bên đi cây làm sợi, nhưng mà đã phun hỏng rồi thì không làm sợi được đâu. Đúng không em? Và sau khi mà em đến đi cây thì em nhìn thấy rõ là chị đã hút cho em này, và đến bây giờ hôm nay là chị đã sửa lại cho em một cặp lông mày mà rõ ràng em đã phun hỏng và bị sẹo rồi. Nhưng mà đến ngày hôm nay sau khi mà đã làm xong thì em đã vừa che được vết cũ này, vừa không còn hỏng này, thêm một điều nữa là nó lại còn có cả sợi nữa. Thì Khánh cảm thấy như là những cái lời nói đó thì nó có đúng không? Đúng với sự thật không? Vâng, thế thì ok. Đúng không nào? Bởi vì là chắc có lẽ về những cơ sở đấy họ không làm được như vậy, cho nên là họ mới nói rằng là không làm được đâu. Nhưng mà đến đây thì chị cũng là một cái cơ sở chuyên sửa và chuyên xử lý những cái ca rất là khó. Tình trạng của Khánh ngày xưa ấy thì nó đã được xử lý bằng hút rồi. Và khi hút thì em cảm nhận như thế nào? Ở đây hay là... Ở đây. Nhanh. Và thêm một điều nữa là em thấy da của anh không bị tổn thương, không bị bong chóc, có khác hẳn với những cơ sở cũ mà em từng hút không? Tại vì là mỗi lần đi hút ở chỗ khác thì nó bị chảy máu rồi rất là sợ đau, đúng không? Đau về sưng lâu. Đúng rồi, làm rất là lâu, mất thời gian, ở đây chỉ có mất mấy giây thôi là em đã có thể về và em được trang điểm bình thường đúng không? 14 ngày nhưng mới được bắn tiếp thêm lần nữa. Ở đây chỉ có vài ngày là em có thể làm được một lần đúng không? Công nghệ của DK thì nó rõ ràng nó rất hiện đại, và thật ra chị cũng không cần phải khoe hay quảng cáo gì nhiều về công nghệ bên chị, bởi vì em và rất nhiều khách hàng ở Hà Nội và cả các tỉnh đều trải nghiệm rồi đúng không? Và ngày hôm nay khi mà em được sửa lại dáng lông mày và đi sợi thì em cảm nhận như thế nào? Trong quá trình làm em có thấy cảm giác khó chịu gì không? Không đau. Rất nhanh đúng không? Vừa nhanh này, vừa không đau này. Và cái kết quả cuối cùng thì bản thân chị là một chuyên gia thì chị cũng khá là ưng ý với cái sản phẩm này, bởi vì thật ra với một cái ca mà rất là sẹo như của em ấy thì thật ra là nó phải đòi hỏi cái kỹ thuật xử lý rất là cao, bởi vì đối với da đã từng chai, đã từng sẹo và đã từng hút rồi. Và đây là kết quả sau khi mà em hút mấy lần ở bên mình.
mọi người có thể nhìn thấy là lông không hề bị cháy một chút nào này, và các lớp mực ở dưới gần như là đã sạch đến khoảng 90% rồi, nó chỉ còn một chút xíu lởn vởn mực một chút xíu thôi. Và những cái trường hợp mực như này thì mình hoàn toàn có thể xử lý được ở trên nền da như vậy. Và mọi người nhìn thấy là mặc dù là đã hỏng mấy lần rồi, nhưng mà đến sau phút mà mình sửa xong đến giờ phút hiện tại thì nhìn thấy giống như một cái lông mày mới mà chưa từng bị hỏng. Đấy là cái sự đòi hỏi, cái sự khéo léo và cái sự tính toán rất là kỹ của người chuyên gia. Và Khánh ơi, thì sau khi nhận kết quả mà khá hài lòng như thế này thì em có chia sẻ gì không, em có cảm nghĩ gì không? Nói chung là hài lòng không biết nói gì. Chị mong rằng là em hay là những cái bạn mà đang có cái vấn đề về tình trạng về lông mày này, hay là về môi, về mí, thì mọi người hãy rất là cẩn thận để tìm được một cái địa chỉ mà thực sự uy tín để đưa cho mọi người những cái giải pháp tốt nhất trên khuôn mặt của mình. Bởi vì mỗi một cái da, mỗi một tình trạng nó đều có những cái khó rất là riêng, cho nên là những cái người chuyên gia có kinh nghiệm ấy thì họ sẽ xử lý làm sao mà tốt nhất trên cái tình trạng đấy. Và cảm ơn Khánh rất là nhiều vì hôm nay đã hỗ trợ cho bên chị, là cho chị xin tư liệu này. Và mong rằng là Khánh còn làm mí bên chị rồi đúng không? Ừ. Cũng rất là đẹp. Và sau này khi mà mấy hôm nữa mà rảnh rảnh thì có chị làm môi nhá. Và mong rằng là em sẽ giới thiệu nhiều bạn bè cho DK nha. Cảm ơn Khánh rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong những livestream lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.